ngày 1 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết sau khi nắm được thông tin Triệu Quân Sự, 31 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đơn vị đã chủ động cử các lực lượng tổ chức truy bắt tù nhân này. Cục đã lên kế hoạch và cử nhiều trinh sát tinh nhuệ đi truy bắt tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội giết người và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Sự đã trốn trại nhiều lần nên rất tinh vi, dự kiến sẽ gây khó khăn cho quá trình truy bắt. Vì vậy, chúng tôi đã lên kế hoạch rất cẩn thận và quyết tâm bắt bằng được để xử lý, phòng ngừa, vị lãnh đạo nói. Trong các lực lượng tham gia truy bắt có nhiều trinh sát của phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát Hình sự. Đây là những trinh sát tinh nhuệ đã từng tham gia nhiều chuyên án, truy bắt nhiều đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 31 tháng 5, phạm nhân Triệu Quân Sự đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi trại tạm giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Phạm nhân Sự phạm tội giết người, cướp của, manh động, nguy hiểm. Người dân phát hiện Sự không chủ động tiếp cận mà thông báo ngay đến cơ quan công an, quân đội nơi gần nhất. Phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1,6m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái. Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Sự mê game, từng trộm cắp vật của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, rồi giết chết chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng rồi bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Sự thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt tù ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt tù là chung thân.